Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam thứ bảy ngày 25 tháng 2 năm 2023 của mình ngày hôm nay. Buổi tối ngày hôm nay là miền Nam trên kênh nó về, mong anh chị em có nghỉ tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày mai trên tại thành phố Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Thành phố mình dự đoán cái cặp 5995, Long An mình dự đoán cái cặp 1331, Bình Phước mình dự đoán cái cặp 3663, còn Hậu Giang mình dự đoán cái cặp 0110. Anh chị em mình tham khảo cho ngày mai. Chúc anh chị em nhiều may mắn trong ngày mai.